Điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng cho các bác một cái con đầu với cái cơ chế đọc siêu êm luôn các bác nhá. Và trước mắt các bác là cái con đầu Magintoc MCD 301. Và con này thì chạy ở hai giải NACD và CD. Về cái khuôn mặt đằng trước, đằng mặt đằng trước là cái tấm kính màu đen các bác nhá. Đó, đây là cái đặc trưng riêng của hãng Magintoc các bác ạ. Và cái chữ thì là nổi lên màu xanh lá cây, rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Con này thì có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối và đầy đủ phụ kiện điều khiển và dây nguồn, tất cả đều zin các bác nhé. Đây sườn của cái con đầu, toàn bộ con đầu này là mang trên mình một cái màu đen rất là sang trọng luôn. Và ở giữa đây, đây là cái điểm nhấn của con đầu các bác nhé. Đó, hồng sườn rất là đẹp luôn các bác ạ. Và chiếc đầu này thì chiếc đầu này mang đến chất lượng âm thanh thì trung thực ở cả hai giải SACD và CD, và được kết hợp ở hai mặt giữa công nghệ và hiệu suất âm thanh. Với cái đặc trưng mới nhất đó chính là cái cơ chế đọc siêu êm luôn các bác ạ. Và đọc chính xác an toàn nhất các bác nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ test cái phần chức năng đĩa này cho các bác. Mắt đọc rất là nhanh luôn. Đó, em tạm dừng các bác nhé. Bình thường những con đầu khác là những cái nút tua đi hay quay lại thì là những cái nút ấn các bác nhé. Con này với cái nút vặn đây ạ. Bài 2 các bác nhé. Em lấy luôn bài 4 các bác nhé. Đó, đọc luôn. Các bác để ý đây, nó sẽ nhảy bài luôn và đọc luôn các bác nhé. Nói chung cái con đầu này rất là đẹp luôn các bác ạ. Có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Các bác yêu thích cái dòng Magintoc thì các bác không thể nào bỏ qua được cái con đầu này rồi. Vừa đẹp vừa nghe hai bầy đẹp. Và em báo giá luôn công khai tại video cho các bác. Con này bên em đang bán với cái giá là 72 triệu các bác nhé. Dạ vâng, 72 triệu ạ. Và bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.